Chào mừng các bạn quay lại đến với Angelbert Epic. Ngày hôm nay thì đã qua lâu lắm thì mình không làm rồi. Thế thì mình đã quay trở lại để làm đây. Giải cứu nhân vật tiếp theo đó chính là loài ba con chim này. Bắt đầu thôi. Nhìn nhấn mấy cái hiệu ứng tích cực.
lại biến nhớ hiệu ứng tích cực. Jack, bắt đầu tấn công. Okay. Và tiếp theo là đến bài boss thứ hai thôi. Level 10. Chìa khóa vàng. Jin Chay và Chay.
hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tập truyện tới đây. Nếu nào thích video này thì đăng ký kênh của mình sẽ làm video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập tiếp theo. Tạm biệt.